Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Già, Cờ vàng xưa và nay. Người Cộng sản Việt Nam, đặc biệt giới trí thức thành danh sau này, dù ở trong hoặc ngoài nước, hay cho rằng người dân ngày nay không quan tâm đến chính trị. Có lẽ vì họ không sống tại miền Nam để thấy người Sài Gòn lúc bấy giờ phần đông cũng không quan tâm chính trị. Những hoạt động của sinh viên học sinh như Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Lê Hiếu Đằng, hay giới luật sư, ký giả, giáo sư như là Ngô Bá Thành, Lý Quý Trung, Lý Chánh Trung chỉ là biểu hiện của một phần trong tầng lớp trí thức lúc bấy giờ. Nó không đại diện cho quảng đại quần chúng của miền Nam cũng như Sài Gòn. Với một nền dân chủ dù non trẻ, người dân lúc đó sống tuân theo đạo đức và không vi phạm pháp luật, điều đó mặc nhiên trở thành trách nhiệm hàng đầu của người miền Nam xưa kia. Vả lại, khái niệm chính trị ngày xưa bó hẹp trong cái việc tranh giành và nắm giữ quyền lực của các đảng phái, không phải khái niệm chính trị mở rộng như bây giờ. Một điều tối quan trọng và cũng là sự thật, người Sài Gòn và miền Nam nói chung không bị chính thể Việt Nam Cộng Hòa nhồi sọ dù dưới bất kỳ hình thức nào. Đời sống chính trị nếu phải gọi là bao trùm, thật ra nó rất nhạt nhòa. Không có kiểu nào là họp tổ dân phố, nào là công an khu vực, cũng không có những chương trình từ thiện mang màu sắc chính trị lồng vào, không có cả đội thanh niên tiền phong hay đoàn thanh niên cộng sản nhằm phục vụ cho chế độ. Nói chung, đời sống bấy giờ, bóng dáng chính trị chỉ loáng thoáng đây đó. Đời sống hiện nay tại Việt Nam có thể nói gần như hoàn toàn bị chính trị hóa với mức độ mãnh liệt và tàn khốc nhất. Càng chính trị hóa đời sống xã hội, nhân tâm càng ly tán, đó là điều tất yếu không tránh khỏi. Ngày xưa, ngay cả trong nhà trường trung tiểu học, việc chào cờ vàng là điều bình thường và trở nên quen thuộc. Tùy trường, có trường chào cờ vào đầu tuần, nhưng mà trường khác thì lại chào cờ vào cuối tuần. Thầy cô và học trò lúc đó cũng chỉ gọi là quốc kỳ. Ngắn gọn hơn, thường gọi chữ chào cờ. Không có ai gọi là cờ tổ quốc. Sau năm 75, cả một thời gian dài cũng không có cái từ cờ tổ quốc, vốn nghe thật là quái lạ. Bởi vì Tổ quốc Việt Nam được biết tồn tại ít nhất là gần 2.000 năm qua. Quốc kỳ theo đó trải qua nhiều triều đại và thời đại với nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc. Vả chăng, ngay trong cái điều 13 khoản 1 Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái niệm cờ tổ quốc không hề được định nghĩa. Không biết cái chữ cờ tổ quốc là do ai sản sinh và từ bao giờ. Trầm trọng hơn, chữ cờ tổ quốc ngày càng phát tán và hoành hành dữ dội, không chỉ trong nước mà còn lan ra cả ngoài nước. Điều đó cho thấy rõ dụng ý chính trị hóa lá cờ. Ngay cả giới nhà báo, văn chương, chính trị gia v.v. vẫn vô tình hay hữu ý sử dụng rất là nhiều cái từ này. Đời sống xã hội một khi bị chính trị hóa đến nỗi quốc kỳ cũng không được tha, thì đó là một đời sống băng hoại gần như hoàn toàn về luân lý, bất chấp lá cờ đó có đại diện cho một quốc gia đi chăng nữa. Cờ tổ quốc, tên gọi đó thật ra là một biểu hiện tha hóa của chế độ Cộng sản. Trước những quy tắc ứng xử, những tập tục, những giá trị phổ quát được công nhận trong một xã hội, giúp con người biết phân biệt đúng sai. Do đó, xin phép tạm gọi cờ vàng nay, để chỉ khoảng thời gian bắt đầu xuất hiện ba chữ cờ tổ quốc dành cho cờ đỏ. Việc chàng trai 18 tuổi sinh trưởng tại Hải Phòng có tên Dương Đức Thịnh du học tại Úc vào những ngày gần đây trèo lên cột cờ rồi giật xuống và dẫm đạp cờ vàng tại nước Úc cùng với những lời lẽ vong thân, vong bản, vô giáo dục mà lẽ ra không nên được nhìn thấy ở một con người được biết là người Việt Nam, đã làm dư luận phẫn nộ sôi sục. Không riêng người Úc gốc Việt nổi giận về hành vi bán bổ vào biểu tượng thiêng liêng của Việt Nam. Sự nổi giận chính đáng và đủ căn cứ khoa học, bởi cờ vàng không phải chỉ dành riêng khi nói đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đều mong muốn sự việc phải được giải quyết tận gốc rễ để không tạo ra tiền lệ tồi tệ trầm trọng như vậy trong tương lai. Hầu hết dư luận đều công nhận Dương Đức Thịnh là sản phẩm chánh hiệu thoát thai từ cái nôi văn hóa giáo dục của hệ thống xã hội chủ nghĩa, vốn áp đặt ách cai trị nhồi sọ hơn 75 năm, gần như xuyên suốt 3 đời, ông bà, cha mẹ và con cái. Cũng từ trong cái nôi đó, hầu như không mấy ai ngạc nhiên về cái cách phản ứng của những con người binh vực ủng hộ Dương Đức Thịnh và những người đó cho rằng việc giật cờ dẫm đạp mạ lị chế độ Việt Nam Cộng Hòa là hành vi đúng đắn và tràn đầy lòng yêu nước. Cao hơn thế, nhiều người trong số đó đang cố gắng bảo vệ Thịnh với tư cách một nạn nhân rất đáng thương và đáng để cứu thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo khi mà bọn Ba Que quyết lòng đưa vụ việc ra tòa như hành vi cấu thành tội hình sự vốn không thể tha thứ. Người miền Nam và Sài Gòn xưa thường dùng chữ xử hư trong những trường hợp con cái hàng xóm ngỗ ngược, phá làng phá xóm mà cha mẹ chúng vẫn ngó lơ và tìm cách chạy tội cho nó. Dương Đức Thịnh đang ở trong môi trường như vậy. Tuy nhiên, trường hợp Dương Đức Thịnh nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần bởi phạm vi câu chuyện mang tầm quốc tế, băng giao giữa hai quốc gia Úc-Việt mà nước Úc đã công nhận cờ vàng là biểu tượng. Không chỉ Úc, tại Hoa Kỳ, tại Pháp, tại Canada, cờ vàng đã được công nhận là biểu tượng của người Việt hải ngoại. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, đài VOA cho hay cộng đồng người Việt hải ngoại đang phản ứng khá mạnh với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cho rằng bọn phản động lưu vong rã rời chân tay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của Việt Nam trong chuyến đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump-Kim. Người Cộng sản Việt Nam vốn không am hiểu lịch sử nước nhà và càng không ý thức tư cách cũng như trọng trách đang mang, nên ông Phúc vào lúc bấy giờ phát ngôn mà không hề nghĩ rằng đã xử hư cho những hậu duệ như Dương Đức Thịnh và rất nhiều dư luận viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Có lẽ vào lúc cao hứng, khi chỉ có Việt Nam đóng được vai trò trung tâm hòa giải xung đột quốc tế với cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim, cùng góc nhìn thiển cận hẹp hòi trên một nền học vấn địa chính trị và lịch sử lầy lội, nên ông Phúc không hề nghĩ tới rồi có một ngày hậu quả xảy ra như Dương Đức Thịnh đã hành động. Một trong các đặc tính mang chất di truyền của người Cộng sản dễ thấy đó là bất kỳ ai cũng được, chỉ cần bệ phóng giữ vững lập trường cách mạng, sẵn sàng đối đầu với bọn phản động là đủ cho họ đạp phăng cái pháp luật, dù là pháp luật quốc tế hay luật quốc gia, để nhân danh nhân dân giống như Dương Đức Thịnh ngổ ngáo tuyên bố thay mặt 90 triệu người Việt Nam để dẫm đạp cờ vàng và phỉ báng tiền nhân Việt Nam. Nguyễn Xuân Phúc chửi được thì Dương Đức Thịnh chửi còn tốt hơn. Nguyễn Xuân Phúc không chịu trách nhiệm tiếng chửi của mình thì Dương Đức Thịnh cũng không việc gì phải chịu trách nhiệm hành vi vô văn hóa, vô giáo dục của cậu ta. Hồi Sài Gòn xưa, dù mười mấy tuổi đầu, nhưng thế hệ chúng tôi đều được dạy điều thật đơn giản và rất dễ hiểu. Đó là dù việc lớn hay nhỏ, tự mình gây ra, việc gì thì phải tự mình chịu trách nhiệm việc ấy. Hoặc là nếu việc nhỏ sẽ bị hàng xóm mắng, đồ mất dạy. Việc lớn hơn, lúc đó láng giềng tới tận nhà mắng vốn với cha mẹ mình. Nay Dương Đức Thịnh, dù đã 18 tuổi, phụ huynh của chàng trai này hãy cố gắng học lại 2 tiếng trách nhiệm, rồi sau đó dạy cho con mình thông thạo và thấm thía để làm hành trang vào đời mai này, nhằm không mang lại nỗi điếm nhục cho gia đình và bản thân. Toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nên học lại 2 tiếng trách nhiệm. Bởi sự việc Dương Đức Thịnh gây ra không còn gói gọn trong gia đình, mà nó trở thành quan hệ đối ngoại với nước Úc. Trên hết, sự việc dẫm đạp và mạ lị cờ vàng là biểu hiện vô học, vong bản, vong nô và bán bổ vào tiền nhân Việt Nam, bị gây ra bởi người Cộng sản Việt Nam qua chính sách nhồi sọ và ngu dân. Kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1941, ngày mà cờ đỏ được treo giữa hàng bắc bó.